Hôm nay ở chỗ mình thì trời đang bão, cơ mà bây giờ là cuối mùa thu, đầu mùa đông đến nơi rồi, nên là cũng không còn nhiều nấm nữa. Còn vào cuối tuần, nhà nhất định phải đi hái nấm. Bạn cùng nhà là không thích cho mình đi đâu, nên là cằn nhằn mãi. Không bảo thôi, lái xe đưa đi, chứ đi một mình thì không yên tâm. Giờ thì như cô gái choàng khăn hồng, đi vào tâm bão đây. Gió thổi ầm ầm, mây đen kéo đến khắp nơi. Cứ tưởng là không có nhiều nấm, mà hóa ra là có rất nhiều. Hôm nay mình muốn giới thiệu một loại nấm mới đến cho các bạn, có tên gọi là Oop Bluet. Bạn nhìn này, ngũ nấm thì có màu nâu, nâu tím, và phần sau của nấm, vảy nấm, màu tím. Thân nấm cũng màu tím. Nấm này rất là thơm, rất là nhiều nước, nên là cây nấm khá là nặng và dày. Mùi của cây nấm này thì không giống như mùi các cây nấm bình thường, mà nó có mùi thơm theo kiểu như mùi thơm của nước hoa. Mùi rất là đặc biệt, nên nếu là các bạn nào đã từng hái cây nấm này rồi, nhớ mùi thì ngửi một lần là sẽ biết ngay để nhận biết. Oop Bluet thì mọc vào cuối mùa thu và kéo dài đến khoảng giữa mùa đông, thậm chí là đến khoảng tháng 1, tháng 2 bạn vẫn có thể tìm được Oop Bluet. Nên là loại nấm này là một loại nấm mình rất là thích, vì khi mà các loại nấm khác gần như là đã hết rồi thì loại nấm này là loại nấm chính mà mình thường hái. Màu nấm rất là đẹp, màu rất là đặc trưng, màu tím. Nấm tên là Oop Bluet. Nghe tên là các bạn đã có thể biết là cây nấm này có tên như vậy bởi vì nó mọc thường xuyên là ở trong rừng. Tuy nhiên thì cây nấm này bạn vẫn có thể tìm được mọc ở rất nhiều địa hình khác nhau. Giống như hôm nay thì mình tìm thấy ở trên đồng cỏ này. Bởi vì ở cái đồng cỏ này thì rất là gần rừng, đối diện cửa của đồng cỏ là rừng. Thế nên là thực ra là đất có thể là lẫn, nên là cây nấm này vẫn mọc ở đây. Và đặc biệt là nấm này hay mọc ở dưới lá dúc. Đây là một đặc điểm nhận dạng cơ bản của Oop Bluet. Khi bạn tìm thấy nấm này mọc dưới lá dụng, Oop Bluet thì có một loại nấm độc nhìn khá là tương đồng. Tuy nhiên, các khi các bạn nhìn cắt nấm thì sẽ thấy loại nấm độc sẽ có chuyển màu thành màu nâu, trong khi Oop Bluet khi các bạn cắt thì không chuyển màu. Và đặc biệt, loại nấm độc kia thì khi các bạn ngửi mùi sẽ có mùi khá là ghê, mùi hóa chất. Nên là khi bạn ngửi là biết ngay nấm không ăn được. Ngoài màu không chuyển nâu khi cắt của thân nấm và mùi rất đặc trưng của Oop Bluet thì còn có một cách khác để các bạn chắc chắn là không hái nhầm nấm độc, đó là kiểm tra paw print của nấm. Cách kiểm tra, các bạn cắt chân nấm, đặt mũ nấm úp xuống một tờ giấy trắng và để một cái bát lên trên để qua đêm. Đến ngày hôm sau, các bạn có thể kiểm tra màu của tờ giấy. Nếu trong trường hợp đúng là Oop Bluet thì các bạn sẽ thấy paw print của nấm sẽ là màu hồng tím, trắng hồng tím, chỉ màu rất là nhẹ nhưng mà có thể nhìn thấy màu hồng tím. Còn nếu là loại nấm độc thì sẽ là màu nâu. Hôm nay ngoài Oop Bluet ra thì còn hái được rất là nhiều parasol nữa. Cứ tưởng là hôm nay sẽ khá là thất thu,
đi trong tâm bão. Thế mà cuối cùng lại có rất là nhiều nấm để hái. Các bạn có thể nhìn thấy này, có rất nhiều cây bị đốt. Ở Ireland thì cứ vào dịp gần đến Halloween là mọi người đốt rất nhiều pháo hoa, và thường là ra đồng cỏ chôn ở dưới gốc cây để đốt. Mình thực sự là cũng không thể hiểu nổi vì sao. Khi đốt như vậy thì sẽ làm chết cây và ảnh hưởng đến hệ sinh thái rất là nhiều, và đặc biệt là nấm nữa. Hệ sinh thái của đất mà hỏng thì nấm làm sao mà lớn được. Cây này thì gốc khá là mềm rồi, nên là mình sẽ cắt bỏ gốc, chủ yếu là lấy phần mũ nấm. Cái này già quá rồi nên sẽ để lại thôi. Gió to nên là nấm cũng bị gãy luôn. Hơi thao một tí mà bạn hái nốt phần gốc bị gãy. Còn nguyên nè, to đẹp quá. Bạn nhìn này, giống cái ô che nắng không? Một em nữa đây nè. Nấm này thì gọi là siêu ngon. Mình nhìn thấy mấy cây nữa ở đằng xa này. Hôm nay trời hơi tối rồi. Ôi, hôm nay tìm được nhiều nấm quá. Đúng là không ngờ luôn. Thực ra bây giờ là gần đến mùa đông rồi, nên nấm cũng không còn nhiều như trước nữa. Nấm rất là ngon, rất là to. Dạo này thì mưa rất là nhiều, nên là nấm không còn bị khô nữa. Mưa quá trời mưa, ngày nào cũng mưa và rất là lạnh. Bạn nào mà thắc mắc về đặc điểm nhận dạng của Paraso thì có thể xem lại video mình đã làm lần trước, đặc biệt chỉ riêng về Paraso thôi. Trời bây giờ càng ngày càng mưa nặng hạt, gió thổi cũng rất là mạnh, nên là bạn cùng nhà đang gọi để đi về rồi. Rổ nấm cũng rất là nặng rồi, nhưng mà vẫn muốn hái thêm. Bởi vì trong đợt lockdown này ra ngoài rất là khó, thế nên là phải tận dụng cơ hội ra ngoài để hái nấm. Mà mới hái được một tí đã bắt về rồi.
sách sỏ đi về rồi, tự nhiên lại nhìn thấy mấy em nấm nữa. Thế là lại bỏ giò xuống hái nốt. Úp lưu ý các bạn nhé. Bạn thấy này, mình cắt là hoàn toàn không chuyển đâu luôn. Các bạn nhìn nhé, mình hái nấm này, mọc ở dưới lá giúp, khá là khó nhìn thấy vì gần như là cùng màu. Các bạn chú ý là loại nấm này trước khi ăn cần phải nấu chín kỹ. Chiến lợi phẩm của ngày hôm nay đây, rất là nhiều nấm, oat fluid, parasol, quá trời nấm. Lúc hái thì thích lắm, nhưng mà lúc mang về rửa nấm, phân loại rồi sấy khô bảo quản rất là mệt luôn. Như vậy thì hôm nay mình đã có một ngày rất vui, được đi ra ngoài hái nấm.